Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng túc cầu. Giống như mùa giải 2022-2023, Arsenal một lần nữa đang cho thấy được phong độ của ứng cử viên vô địch ngoại hạng Anh. Vấn đề duy nhất còn lại là khả năng duy trì được bản lĩnh trên đường dài. Bản lĩnh của Arsenal là chiến thắng 4-3 trước Luton Town trên sân khách. Nhờ vào cú đánh đầu của Declan Rice ở phút thứ 90+7, Arsenal giành trọn vẹn 3 điểm, trong lúc đa số các khán giả đã nghĩ về trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Arsenal không cần hơn 10 cầu thủ xấp xỉ 30 tuổi để tạo nên sự lì lợm. Đội hình của pháo thủ đang đứng ở top 3 danh sách các câu lạc bộ có độ tuổi trung bình trẻ nhất ngoại hạng Anh. Bản lĩnh của Arsenal được tạo nên từ nhóm cầu thủ ở độ tuổi từ 25 trở xuống. Tuy nhiên, những nhân tố đó lại không hề thiếu sự kinh nghiệm. Arteta luôn tin tưởng vào những người trẻ. Ông từng chấp nhận ngậm cay nuốt đắng ở mùa 2019-2020 và 2020-2021 với hai lần liên tiếp Arsenal chỉ xếp thứ 8 ở ngoại hạng Anh. Pháo thủ tăng thêm 3 bậc ở mùa giải tiếp theo, song vẫn chưa thể chen chân vào top 4 để giành suất tham dự Champions League mùa 22-23. Câu chuyện này thực tế đã rất cũ, người ta đã nói về sự kiên định của Arteta và sự trưởng thành qua thời gian của các cầu thủ trẻ của Arsenal khi đội chủ sân Emirates bất bại 10 trận đấu liên tiếp, dẫn đầu ngoại hạng Anh tới tận vòng 32 ở mùa giải trước. Rằng sau quãng thời gian đánh đổi niềm tin vào các tài năng trẻ, cựu tiền vệ của Everton đã giúp cho Arsenal tạo ra những bước tiến mới. Dẫu vậy vẫn còn đó những vết gợn từng khiến cho người hâm mộ pháo thủ không khỏi tiếc nuối. Mọi cổ động viên của Arsenal đều hy vọng vào chức vô địch ngoại hạng Anh ở mùa giải trước, nhưng pháo thủ lại hụt hơi ở 5 trên 6 vòng cuối, thấy cho Arteta chỉ có được 2 chiến thắng và thua 3 trận, để rồi phải chứng kiến Man City đăng quang sớm một vòng. Ở vòng 33, Arsenal đã bị The Citizen đả bại với tỷ số 4-1. Sau đó, đội chủ sân Emirates thắng liền 2 trận gặp Chelsea và Newcastle nhưng lại thua Brighton 0-3 ngay trên sân nhà. Tới vòng 37, Arsenal tiếp cả Nottingham Forest, đối thủ từng bị họ hủy diệt tới 5-0 ở lượt đi và đang đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, và rồi họ thua luôn. Arteta trong mùa giải thứ 4 là huấn luyện viên trưởng đã bất bại trước một Pep Guardiola đã vào nghề từ năm 2008. Không cần phải đợi đến mùa giải năm nay, pháo thủ đã thể hiện được bản lĩnh của mình ở mùa giải năm ngoái, nhưng họ lại không thể duy trì được bản lĩnh đó đến cuộc đua vô địch. Thua kèo này, tập 7 kèo khác, Arsenal đang nỗ lực làm lại ở mùa giải năm nay, và cái cách mà họ đứng lên sau cú vấp ngã đó một lần nữa đang tạo ra cảm giác kỳ vọng cho các cổ động viên Arsenal. Mùa 2022-2023 đã đi qua, các cầu thủ trẻ nòng cốt của pháo thủ lại có thêm một năm đầy kinh nghiệm để tích lũy, còn Arteta cũng có thêm một năm kinh nghiệm cầm quân. Với cả kinh nghiệm chinh chiến lẫn kinh nghiệm vấp ngã, liệu rằng Arsenal có thể vững tay lái trên đường đua vô địch mùa giải năm nay và chấm dứt cơn khát danh hiệu ngoại hạng Anh kéo dài 20 năm hay không? Hay lại một lần nữa, đội bóng thành London lại đi vào vết xe đổ của chính mình. Arsenal đã thực sự đủ lông, đủ cánh hay chưa? Video được tài trợ bởi FB88.